Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn là những đôi lọ lục bình bằng gỗ hương, gỗ cẩm vàng và những đài nến, mâm bồng, đài nước để trên ban thờ hay còn gọi là bộ đồ thờ cúng đấy. Bộ đồ thờ cúng gồm có 10 món. Thì trung bình bộ đồ thờ cúng bằng gỗ hương đá 10 món thì chúng tôi đang bán với giá là 5 triệu một bộ, hoàn thiện đầy đủ sơn PU. Và các bạn đang xem, đây là những người thợ của chúng tôi đang tiện lọ lục bình để đáp ứng ra cái thị trường nhu cầu ngày càng cao. Chúng tôi đang tiện từ 5 đến 10 đôi một lúc, trong vòng 2 đến 3 ngày là chúng tôi có thể ra được. Và toàn bộ đây là lọ lục bình cẩm vàng được chọn vân chun, vân tự nhiên, không vẽ vân. Và trong clip này thì chúng tôi cũng muốn tư vấn tới các khách hàng chơi về dòng lọ lục bình, vì gần đây là nhiều cơ sở không tư vấn cho khách về cái lối chơi lọ khi mà hoàn thiện xong mà không để bị nó sùi sơn hay là nổ sơn. Thì chúng tôi khuyên quý khách là khi quý khách mua lọ lục bình của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh thì chúng tôi cũng tư vấn thêm là quý khách nên bỏ thêm từ 2 đến 3 triệu để khoan một cái lỗ từ trên miệng lọ xuống dưới đáy lọ, là để cho gỗ nó thở hơi vào trong đó, vì gỗ nó có độ co giãn. Mùa nắng thì nó co, còn mùa lạnh thì nó lại nở. Và cái chất liệu gỗ là nó như vậy, nên chúng tôi phải khoan một lỗ từ bên trên thẳng xuống, khoan một lỗ xuyên tâm thì nó sẽ đảm bảo hơn. Còn nếu quý vị mà chơi lọ đặc nguyên khối như này thì các bạn sơn kiểu gì nó cũng nổ sơn ra bên ngoài. Đấy là chúng tôi cũng tư vấn thật cho quý khách được biết. Thì quý khách cứ bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem hết cái video này, chúng tôi sẽ tư vấn thêm. Tôi sẽ tư vấn rất là chi tiết cụ thể cho các bạn đã và đang có ý định muốn chơi về lọ lục bình. Đây là những lọ lục bình gỗ hương, gỗ cẩm vàng. Gỗ cẩm vàng này chúng tôi đang lọc gỗ là gỗ loại 1, còn gỗ loại 2 thì nó không có vân thì giá thành nó rẻ hơn. Đây là những người thợ chúng tôi đang tiện những đài nến sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Đài nến này là thường bày trên ban thờ. Lọ lục bình thì cũng thường được kê vào phòng khách và phòng thờ. Và các bạn đang xem đây, một 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 chiếc lọ như này rất là nặng, có khi nặng cả tấn. Nhưng chúng tôi sẽ có một cái cách vận chuyển đơn giản dễ dàng bằng xe nâng hoặc là xe đẩy mini như này. Ở trong xưởng ra thì rất là nhàn, mà khi ra ngoài thì chúng tôi sẽ dùng xe nâng hoặc xe ba gác chở đi. Lục bình này có rất nhiều kích thước, là 1m6, 1m8, 2m, 2m2 và 2m4. Các bạn có thể tham khảo các cái kích thước tùy theo phòng khách, nhà của quý khách. Thì quý khách ưng cái mẫu lọc bình cẩm vàng như này, quý khách có thể liên hệ chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng đôi một. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi tiện đổ buôn bán lẻ trên toàn quốc. Chúng tôi trung bình một tháng chúng tôi bán gần 100 đôi như này, với các cái kích cỡ đa dạng khác nhau, cả gỗ hương cả gỗ cẩm vàng. Gần đây thì nhu cầu chơi gỗ cẩm vàng rất là cao vì vân của nó rất là đẹp, mà vân là tự nhiên. Vì trong mỗi cái video chúng tôi đều quay phần mộc trước và sau đó chúng tôi sẽ quay phần hoàn thiện sau, để cho quý vị biết được cái độ vân gỗ đều là vân thật, không vẽ vân, không bắn vân. Và miệng lọ được làm cong, uốn điệu, cách điệu rất là đẹp. Chúng tôi cũng khuyên quý khách là không nên tiếc 2-3 triệu làm gì để khoan một cái lỗ xuyên tâm và cho gỗ nó thở vào đó, thì khi hoàn thiện lên thì quý vị yên tâm không bao giờ bị sơn nó nổ ra bên ngoài. Còn nếu quý vị để đặc không thì chắc chắn là trong một vài tháng là sơn nó sẽ nổ luôn, vì nó không có độ co giãn.
Hiện tại thì chúng tôi đang còn rất nhiều lọ lục bình gỗ cẩm vàng 1m8, 2m, 2m2, 2m2, 2m4, rất nhiều. Và trên mình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là một chiếc lọ 2m2 chúng tôi đang để trên giàn tiện. Và bây giờ tôi sẽ quay một vòng cho các bạn xem vân là tự nhiên. Và trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu các cái quy trình tiện lọ làm miệng lọ lục bình rồi. Tôi sẽ ghi ở phía cuối video để cho các bạn xem. Các bạn hãy cứ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về lọ lục bình cũng như các sản phẩm đồ thờ cúng, đồ gỗ phòng khách. Chúng tôi còn rất nhiều trong trang chủ và được phát trực tiếp tại kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube cũng như là fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Đồ Gỗ Hiền Lành và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.